Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc ra luật mới để chống lại các lệnh trừng phạt của Trump. Trung Quốc đang chống lại một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách các quy tắc mới nhằm bảo vệ các công ty của Trung Quốc khỏi các luật của nước ngoài phi lý. Những thay đổi được công bố vào cuối tuần vừa qua cho phép tòa án Trung Quốc trừng phạt các công ty tuân thủ theo những hạn chế như vậy. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhắm vào các công ty Trung Quốc mà ông cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các biện pháp bao gồm trừng phạt các công ty cung cấp linh kiện cho các công ty nằm trong danh sách đen. Hôm thứ Hai, ba công ty viễn thông lớn của Trung Quốc niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán New York được cho là sẽ chứng kiến cổ phiếu của họ bị hủy niêm yết dựa vào những cáo buộc có quan hệ với quân đội nước họ. Sàn giao dịch chứng khoán New York sẽ loại bỏ công ty China Mobile, China Telecom và China Unicom Hồng Kông dựa trên mệnh lệnh hành pháp được ông Trump ký vào tháng 11 vừa qua. Vụ hủy niêm yết diễn ra sau một loạt các hành động chống lại các công ty Trung Quốc trong những tháng gần đây, bao gồm TikTok, Huawei và nhà sản xuất chip Semicon. Và cũng vào tuần trước, ông Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm việc giao dịch với 8 ứng dụng của Trung Quốc, gồm cả nền tảng thanh toán phổ biến là Alipay cũng như WeChat Pay. Tổng thống Mỹ tuyên bố các công ty công nghệ này sẽ chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc, những cáo buộc mà các công ty phủ nhận. Trong một tuyên bố vào hôm thứ Bảy, Bộ Thương mại Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra các quy định mới về chống lại việc áp dụng luật nước ngoài một cách phi lý. Bà Beth Hoffman, Giám đốc Viện Đông Á tại Đại học Quốc gia Singapore nói như sau. Các pháp nhân bị tổn thương do áp dụng luật pháp nước ngoài có thể đưa ra các thủ tục pháp lý trước tòa và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Chính phủ cũng có thể thực hiện các biện pháp đối phó khác. Các biện pháp có hiệu lực ngay lập tức này không hề đề cập trực tiếp đến Mỹ, cho dù Trung Quốc từ lâu đã than phiền về các lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại từ Mỹ. Nhưng các chuyên gia về luật pháp lý cho rằng vẫn chưa rõ luật mới sẽ được thực thi từ khi nào. Đây là hình ảnh vào hôm 5 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh cấm iPlay và 7 ứng dụng khác của Trung Quốc. Một điểm vẫn cần được làm rõ là lệnh này nhằm mục đích là nhắm đến các trừng phạt cụ thể đối với Trung Quốc hay các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nước thứ ba, chẳng hạn như Iran hoặc Nga, mà tác động bất lợi đến các công ty Trung Quốc. Nikolai, một luật sư tại công ty Johnson ở Hồng Kông, đã nói với đài BBC như sau. Các công ty có lợi ích kinh doanh đáng kể ở Trung Quốc có thể cần phải hoạt động thận trọng. Ông Thun tin rằng Trung Quốc cũng đang tự bảo vệ mình trước các lệnh trừng phạt trong tương lai mà ông Trump có thể đưa ra trước khi ông rời Nhà Trắng vào cuối tháng này. Tôi đang mong đợi nhiều hành động hơn nữa để được thực thi trước ngày 20 tháng 1 dựa trên các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Dù rằng vẫn còn phải xem liệu họ có thể thúc đẩy bất kỳ hành động mới nào kịp lúc này hay không, ông nói thêm. Và rõ ràng các thông tin cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cứng rắn với Trung Quốc đến phút chót. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 9 tháng 1 cũng thông báo dỡ bỏ các hạn chế liên lạc giữa giới chức Mỹ và phía Đài Loan. Động thái nhiều khả năng sẽ khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang căng thẳng trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump của nhiệm kỳ. Mặc dù Mỹ cũng giống như phần lớn các nước không có quan hệ chính thức với Đài Loan, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tăng cường các biện pháp hỗ trợ vùng lãnh thổ này thông qua thỏa thuận bán vũ khí và các đạo luật giúp họ đối phó với sức chức ép của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo mới đây cũng khẳng định trong nhiều thập kỷ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp dụng các lệnh hạn chế với các nhà ngoại giao, thành viên công vụ và những quan chức khác liên lạc với Đài Loan. Ông nói, hôm nay tôi đã báo dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế này. Ngoại trưởng Pompeo đã chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo hãng tin Reuters, đây dường như là một nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm củng cố lập trường cứng rắn với Bắc Kinh trước khi Tổng thống đắc cử Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Văn phòng đại diện văn hóa và kinh tế Đài Bắc ở Washington khẳng định tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo cho thấy mối quan hệ vững mạnh giữa Đài Loan và Mỹ. Tuần tới, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly sẽ viếng thăm Đài Loan để gặp gỡ giới chức cấp cao của vùng lãnh thổ này. Bắc Kinh vào hôm 7 tháng 1 cũng cảnh báo Washington rằng họ sẽ đùa với lửa. Trước đó, Trung Quốc cũng triển khai chiến đấu cơ tiếp cận Đài Loan trong lúc Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Mỹ Alex và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kite
đến viếng thăm hòn đảo này lần lượt vào tháng 8 và tháng 9 năm 2020. Chính phủ Mỹ duy trì quan hệ với các đối tác không chính thức trên toàn thế giới và Đài Loan cũng không ngoại lệ. Tuyên bố hôm nay xác nhận quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ không cần, không nên bị trói buộc bởi các hạn chế tự áp đặt. Ngoại trưởng Pompeo khẳng định như thế. Trong khi đó, trong một tuyên bố chung vào hôm 9 tháng 1, Mỹ, Anh, Úc và Canada thể hiện sự quan ngại sâu sắc đối với việc Bắc Kinh bắt giữ hàng chục nhà hoạt động nhân quyền ở Hồng Kông. Trước đó, vào ngày 6 tháng 1, thông qua luật an ninh Hồng Kông, hơn 1.000 cảnh sát đã bắt giữ 53 nhà hoạt động, trong đó có một công dân Mỹ bởi cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 5 tháng 1 cũng đã ký lệnh cấm giao dịch với 8 ứng dụng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh WeChat Pay, là một dịch vụ thanh toán di động và ví kỹ thuật số, cho phép người dùng trực tiếp thanh toán di động và giao dịch trực tuyến. Tính đến tháng 3 năm 2016, WeChat Pay đã có hơn 300 triệu người dùng. Các ứng dụng bao gồm nền tảng thanh toán được ưa chuộng như Alipay, Wallet và WeChat Pay. Lệnh có hiệu lực sau 45 ngày nói rằng các ứng dụng đang bị cấm vì chúng là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Lệnh này chỉ ra rằng các ứng dụng có khả năng được sử dụng để theo dõi và xây dựng hồ sơ về các nhân viên liên bang Hoa Kỳ. Tennis, QQ và Cam Scanner cũng như nhiều công ty khác của Trung Quốc cũng bị nằm trong danh sách cấm giao dịch. Và lệnh chỉ có hiệu lực sau khi ông Trump rời chức vụ Tổng thống. Hoa Kỳ phải có hành động tích cực để chống lại những người phát triển hoặc kiểm soát các ứng dụng phần mềm được kết nối của Trung Quốc là để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta, lệnh này cho biết. Lệnh của Tổng thống Mỹ nói rằng bằng cách truy cập vào các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính, các ứng dụng phần mềm được kết nối của Trung Quốc có thể truy cập và thu thập rất nhiều thông tin từ người dùng, bao gồm các thông tin nhận dạng của các cá nhân này nhạy cảm và thông tin riêng tư. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng tăng cường các áp lực đến các công ty Trung Quốc trong những tháng cuối cùng khi ông đang nắm quyền, bao gồm cả những công ty mà họ coi là nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Tổng thống Trump cũng đã ký lệnh hành pháp nhắm vào một loạt công ty Trung Quốc và cho rằng các hoạt động của các công ty này có thể chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc. Ứng dụng truyền thông mạng xã hội TikTok của Trung Quốc và gã khổng lồ viễn thông Huawei thì nằm trong số các công ty là nạn nhân cuộc đàn áp từ Washington. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm hàng chục công ty Trung Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất chip hàng đầu của nước này là SMIC và nhà sản xuất máy bay không người lái, DG Technology và danh sách đen thương mại. Chính quyền Mỹ cũng hạn chế một số công ty Trung Quốc và Nga bị cáo buộc có quan hệ với quân sự và không được mua hàng hóa và công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Trung Quốc cũng đã liên tục phủ nhận các tuyên bố và cho rằng các công ty này chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc và đáp trả bằng các biện pháp áp đặt hạn chế xuất khẩu công nghệ quân sự. Đây là hình ảnh được thành lập vào năm 2012, Biden Center được báo là có giá trị tới 100 tỷ đô la tính tháng 5 năm 2020. Vào tháng 8, Mỹ đã ra lệnh cho Biden là chủ sở hữu chính ứng dụng truyền thông mạng xã hội TikTok đóng cửa hoặc bán bớt tài sản của mình tại Mỹ. Mặc dù không đáp ứng được thời hạn và hoàn thành việc bán, Mỹ vẫn chưa đóng cửa ứng dụng này và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục trong tương lai. Thất bại trong việc hủy niêm yết chứng khoán là một điều có thể diễn ra. Lệnh cấm mới nhất được đưa ra khi Nhà Trắng lặng lẽ thúc đẩy Sở Giao dịch Chứng khoán New York xem xét lần thứ hai quyết định hủy niêm yết ba gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc vào tuần trước. Sở Giao dịch này thông báo họ sẽ hủy niêm yết China Mobile, China Telecom và China Unicom theo một lệnh hành pháp khác. Tuy nhiên vào thứ hai, Sở Giao dịch Chứng khoán đã đảo ngược quyết định đó, thông báo rằng họ quyết định không hủy niêm yết ba công ty sau khi tham vấn thêm các nhà quản lý Hoa Kỳ. Sở Giao dịch Chứng khoán cũng đưa ra quyết định dựa trên sự không rõ ràng về liệu lệnh nói trên có thực sự nhắm vào các chứng khoán này hay không. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã phải chịu áp lực về quyết định của mình. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gọi điện cho chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán để nói với bà rằng ông không đồng ý với quyết định này. Theo hãng tin Reuters chia sẻ, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc Marco Rubio cũng lên tiếng nói rằng việc Sở Giao dịch Chứng khoán từ chối hủy niêm yết các công ty là một nỗ lực thái quá nhằm phá hoại lệnh hành pháp của Tổng thống. Sàn giao dịch chứng khoán này thuộc sở hữu của Sàn Giao dịch Liên lục địa ICE có trụ sở tại Atlanta do tỷ phú Jaren điều hành. Vợ ông Kelly là một trong hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa
đang đối mặt với cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ ba ở Georgia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 với bản tin Trung Quốc ra luật mới để chống lại các lệnh trừng phạt của Trump. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.